Bữa nay tiếp tục đi câu nha anh em. Bữa nay mình vô kinh bữa câu cá trê nhiều nữa nè. Bữa nay hôm bữa đang câu ngon mà mưa cái không ăn. Bữa nay nắng đẹp, hôm nay vô lặp lại nha anh em. Kinh nè. Hôm nay mình đi chung với ông chú, có hai chú cháu đi. Rồi, để mình hút lỗ mình xuống cần câu có cá quay cho anh em coi nha. Đầu xuống cần câu nha anh em. Cá nha anh em. Rùa nè mày. Con đầu tiên nha anh em. Con đầu tiên cái rùa đồng nha. Ngã vào mày rồi nè mày, tiếp tục lên cái rồi nha. Rỉa hả mày? Rồi tiên này mày. Điều bày à? Thả xuống ăn liền, thả xuống ăn liền nè. Cái trê này nó mất tiêu hết rồi, thấy còn cá rô không? Ngã vào hả mày? Thất lát anh em ơi, thất lát nhỏ không lớn. Thác lác anh em ơi. Đây là con thác lác này. Thác lác cũng được, không lớn.
ăn nữa anh em ơi. Tim vô quá trời. Tim không biết tim cái trê cái gì. Cá ăn nha anh em. Rùa anh em ơi. Rùa là cái rùa nha anh em. Ăn tiếp anh em ơi. Đang ăn nha. Cái rồ kia nè, rồ bự quá. Rồ nè. Rồ mềm mềm luôn. Tiếp tục nha. Bên này có rùa ăn không, cái trê đó nó tiêu đó. Kê nha nè. Cái vàng nha nè. Lên cái vàng một ú ha. Cái trê đầu tiên ha. Tiếp tục nè ơi. Nữa nè mày, ăn nữa nè mày. Mới thả chút ăn nữa nè. Cái rô. Rô mời nè mày. Bữa nay kiểu trời nắng là cá ăn bạo ghê. Cái rô nha nè. Đây cái rô này mày. Này cái rô bụi không à. Cá nha nè. Rảy nè mày. Cá nha nè. Cua anh em ơi. Chết rồi.
giúp người cua chà bá luôn nha mấy em cá. Cá anh em. Wow, trời anh em ơi. Trời vàng anh em. Bây giờ chà bá luôn em. Quá mập. Tiếp tục em ơi. Bữa nay trúng ổ nữa rồi. Cá anh em, kê anh em. Ở đây đây mày. Mình ở đây vàng luôn. Rồi anh em. Đang tiếp nha anh em. Rù đồng anh em. Này ổ cái rô vô quá trời. Rô bự không anh em. Nữa rồi, ăn nữa rồi. Cái này hơi nhỏ nha. Chắc vô nằm ổ gì hơi gì. Thả xuống ăn liền, thả xuống ăn liền.
Cá nhỏ với gì thả xuống đưa phao không mà gì không dính. Chắc cua nữa rồi quá. Mấy kênh này cua lắm anh em. Cúp cúp kiểu đó mà mình giờ không dính là chắc cua quậy. Thả bên câu dính cũng hai cua. Nữa, thả xuống ăn nữa. Cua hành anh em ơi. Cua không? Kinh quá trời cua anh em ơi. Đừng cá nhìn em, phải chơi nhìn em. Trời vàng nhìn em. Nhìn cái trời vàng luôn. Quá đã anh em ơi, bữa nay vô kinh này quá đã. Bữa đang câu ngon mưa không ăn. Bữa nay nắng chang chang ăn. Đừng cá nè, trời nhìn nè, cái vàng đó nè mà, trời nè. Trời đi mà mập không nè.
lên cua nữa nha anh em. Cua không anh em, kinh này cua dữ thiệt. Cái cua xuống khá quá. Rồi anh em. Bây giờ gần 4 giờ rồi anh em. Sắp hết mồi nữa, còn có miếng mồi nữa. Bây giờ câu đi ra cá này anh em. Không thấy gì hết cả. Ok, cái rô quá trời đây. Thì mình với chú cứu con câu chắc ra ngoài đầu đường uống cà phê nè. Chờ tối tầm khoảng 6 giờ vô câu cái trê nha nè. Thì sắp hết mồi rồi câu sẽ hồi hết á. Rồi để đi ra ngoài chút xíu vô câu quay cho anh em coi nha.